Xin lật quyển kinh ra trong khoa hội trang 19 hàng thứ 5 phần kinh văn. Ngã tác Phật thời, thập phương chúng sanh văn ngã danh hiệu, chí tâm tính nhạo, sở hữu thiện căn, tâm tâm hồi hướng, nguyện sanh ngã quốc, nải chí thập niệm, nhược bất sanh giả, bất thủ chánh giác, duy trừ ngũ nghịch, phỉ báng chánh pháp. Đây là nguyện thứ 18. Nguyện này là hạch tâm của đại nguyện, cũng là hạch tâm của toàn bộ kinh. Cũng có thể nói là Đức Thế Tôn thị hiện xuất thế giáo hóa chúng sanh Ngài phổ độ tất cả chúng sanh trong chính pháp giới, một đời được viên mãn thành tựu, thì ngay trong đoạn kinh văn này, Đức Thế Tôn độ chúng sanh như vậy, mười phương ba đời tất cả chư Phật độ chúng sanh thành Phật đạo cũng là như vậy. Do đây mới biết đoạn kinh văn này rất quan trọng. Mà trong phần kinh văn chỗ then chốt chính là câu chí tâm tính nhạo, tức là chí tâm tinh ưa. Bốn chữ này nghĩa lý sâu rộng vô tận. Cạn nhập thì có cạn thành tựu. Phàm thánh đồng cư độ trong Tây Phương Cực Lạc thế giới là cạn nhập. Thật báo độ và tịch quang độ là sâu nhập, đều ở tại bốn chữ chí tâm tinh ưa. Câu kinh văn này trong buổi giảng lần trước đã giảng câu này hai lần. Đêm nay là giảng lần thứ ba. Gần đây có các đồng tu ở nơi khác đều phát tâm tu niệm Phật thất, giả lại đều là tu tinh tấn Phật thất. Tịnh Tông học hội ở Úc Châu cũng có tổ chức liên tục 10 cái Phật thất. Hiện nay vẫn còn đang trong khóa tu Phật thất. Tôi sang bên đó, sau khi đã thấy thì tôi rất hoan hỷ. Trong 10 cái Phật thất đó tức 70 ngày, chúng tôi hy vọng có được thành tựu. Nếu trong 70 ngày liên tục niệm Phật mà không có hiệu quả, thì thời gian 70 ngày đó niệm Phật cũng hoài công. Các đồng tu ở bên đó nói cho tôi biết, trong khóa tu Phật thất họ tinh tấn niệm Phật,
cảm thấy bầu không khí trong đạo tràng rất thù thắng. Chúng tôi thường gọi là từ trường rất tốt, khiến cho các đồng tu đều sanh lòng vui mừng. Đây là hiện tượng rất tốt. Cho nên cũng có vị đồng tu hỏi, làm thế nào niệm Phật mới có thể công phu đắc lực? Đây là một câu hỏi rất quan trọng, hỏi được rất hay. Tổ sư Đại Đức bảo với chúng ta rằng, có được vãng sanh hay không là quyết định vào tính và nguyện. Phẩm vị cao thấp là do công phu niệm Phật sâu hay cạn. Tổ sư Đại Đức nói rất đúng. Thế nhưng muốn sanh vào tam bối vãng sanh thì Đức Thế Tôn chỉ dạy cho chúng ta phải phát Bồ Đề Tâm, nhất hướng chuyên niệm. Nguyện thứ 18 là nhất hướng chuyên niệm. Nguyện thứ 19 là phát Bồ Đề Tâm. Chúng ta chuyên nương vào nguyện thứ 18 có được không? Hiện nay trong xã hội có người đề xướng bổn nguyện niệm Phật, không sai, rất là tốt. Bổn nguyện chính là chỉ nguyện thứ 18. Thật ra bổn nguyện phải nên bao quát 48 nguyện thì bổn nguyện đó mới được viên mãn. Nếu như bổn nguyện đó chỉ nói nguyện thứ 18 thì phải giảng nguyện thứ 18 đó cho thấu triệt, phải giảng một cách rõ ràng. Trong cầu chí tâm tinh đưa đã bao quát phát Bồ Đề Tâm. Nếu chỉ giảng một nguyện này thì Bồ Đề Tâm là cái tâm thật sự giác ngộ. Đến nguyện kế tiếp tôi sẽ giảng tường tận tỉ mỉ cho quý vị. Ngày nay chúng ta chưa phát Bồ Đề Tâm, hay nói cách khác, không phải là chí tâm tinh ưa, mà là tự nghĩ rằng mình có chí tâm tinh ưa. Cái vấn đề này thì rất nghiêm trọng. Nếu chúng ta tự mình biết chưa làm được câu này thì phải phản tỉnh, phải kiểm thảo, phải biết sửa lỗi, hết lòng nỗ lực mà làm. Thì mới được. Nếu tự nghĩ rằng mình có chí tâm tinh ưa nhưng không phải thật sự là chí tâm tinh ưa, ngay cả cơ hội phản tỉnh sửa lỗi cũng không có, thì quý vị làm sao có được thành tựu? Do đó hai chữ chí tâm, nhất là chữ chí này, lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ tại trong chú giải Kinh Vô Lượng Thọ có chú giải rất rõ ràng. Tuy ngài chú giải rất rõ ràng nhưng chúng ta cũng không thật sự hiểu rõ thấu triệt, vẫn còn có nghi vấn. Cho nên ngài chú giải chữ chí, chí là chân thành thật, ba chữ này chú giải được rất hay.
chân là chân tâm. Ngày nay chúng ta dùng không phải là chân tâm, chúng ta dùng là giả tâm. Quý vị niệm Phật là dùng chân tâm, nhưng đối xử với mọi người mọi vật là dùng giả tâm. Cái tâm của quý vị có thể chia ra hai cách dùng. Quý vị rất cao minh. Phật bảo với chúng ta rằng nhất chân, nhất thiết chân, nhất vọng, nhất thiết vọng. Xử sự đối người tiếp vật mà dùng vọng tâm thì quý vị phải giác ngộ. Quý vị niệm Phật cũng là dùng vọng tâm. Cái gì gọi là thành? Thành là thành tâm. Ông Tăng Quốc Phan có định nghĩa chữ thành này: một niệm không sanh gọi là thành. Chúng ta suốt ngày đến tối nói dậy vọng niệm thì làm sao có thành tâm? Thật là thật thà, là thành thật. Chúng ta không thành thật. Ba chữ này chúng ta hoàn toàn không có. Chẳng những không có trí, cũng không có tâm. Ngày nay chúng ta không phải dùng tâm niệm Phật. Dùng cái gì? Dùng vọng tưởng niệm Phật, dùng ý thức thứ sáu niệm Phật. Cho nên chúng ta không có trí tâm tin ưa. Quý vị nên biết vọng tâm, giả tâm là tâm luân hồi. Chúng ta dùng tâm luân hồi để tin tịnh độ, để tu tịnh độ. Tu đến sau cùng vẫn còn trong lục đạo luân hồi. Những lời tôi nói đây không có giả chút nào. Cổ Đại Đức cũng thường nói: người niệm Phật rất nhiều, nhưng người vãng sanh thì ít. Lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam cũng thường nói: trong một vạn người niệm Phật, thật sự được vãng sanh chỉ có 2-3 người. Là do nguyên nhân gì? Lịch Đại Tổ Sư Đại Đức nói cho chúng ta biết cái pháp môn này vạn người tu thì vạn người đi, nhưng hiện nay vạn người tu chỉ có 2-3 người đi vãng sanh. Vậy thì khuyết điểm ở chỗ nào? Cổ Đại Đức nói vạn người tu thì vạn người đi là vì họ có trí tâm tin ưa. Ngày nay chúng ta vãng người tu chỉ có 2-3 người đi, 2-3 người đó là có trí tâm tin ưa, còn bao nhiêu người khác họ đều là tâm luân hồi. Cho nên chúng ta niệm Phật trong đời này có được vãng sanh hay không, cái then chốt là ở tại chỗ này. Điều thứ nhất phải nhận thức rõ ràng. Nhận thức rõ ràng tức là nhìn thấu. Điều thứ hai phải buông bỏ vạn duyên. Nếu quý vị không chịu buông bỏ thì tâm của quý vị không chân. Chân là buông bỏ hư giả. Thành là buông bỏ sự dối trá. Thật sự mà làm được chân thành, chân thật. Nói ra lời này
e rằng vẫn còn rất khó lý giải, rất khó hiểu. Đại Thế Chí Bồ Tát tại trong Viên Thông Chương có dạy phương pháp niệm Phật cho chúng ta là điều nhiếp lục căn tịnh niệm tường kế. Cái phương pháp này rất hay. Còn Diệu Minh, còn Giác Minh Diệu Hạnh Bồ Tát tại trong cuốn Tây Phương Sắc Chỉ dạy cho chúng ta 9 chữ. Ý nghĩa cũng giống như Đại Thế Chí Bồ Tát dạy không khác, tức là không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn. Chính chữ này thì càng dễ hiểu. Ngày nay chúng ta đối với Tây Phương Cực Lạc Thế Giới có hoài nghi hay không? Có rất nhiều người nói tôi không có hoài nghi. Tốt lắm, quý vị không có hoài nghi. Còn không xen tạp thì làm không được. Quý vị vẫn còn xen tạp thì quý vị không có chí tâm. Chí tâm thì tuyệt đối không có xen tạp. Tuyệt đối không xen tạp. Thị phi nhân ngã. Tuyệt đối không xen tạp. Tham sân si mạng. Chẳng những không xen tạp thế pháp vào trong, Phật pháp cũng không xen tạp. Thâm nhập một môn thì mới gọi là chỉ tâm, vả lại không được gián đoạn, phải liên tục không gián đoạn. Tôi dạy cho các đồng học, đặc biệt là dạy cho các vị pháp sư xuất gia, người xuất gia nhất định phải học Phật. Quý vị đều biết nói học Phật thật ra hoàn toàn là giả. Tâm của Phật như thế nào, hạnh của Phật như thế nào, chúng ta có học được hay không? Tâm của Phật là tâm bào thái hư, lượng châu xa giới. Còn tâm lượng của chúng ta thì là quá nhỏ hẹp, không thể bao dung người khác. Tâm chúng ta không giống tâm Phật. Tâm của Phật là chân thành đến chỗ cùng cực. Chân thành đến mức độ nào? Lục Tổ Huệ Năng tại trong Đàn Kinh có nói: bổn lai vô nhất vật, tức vốn không có một vật. Đó là mức độ chân thành đến chỗ cùng cực. Còn trong Kinh Đại Thừa thì nói chân tâm ly niệm. Cái niệm đó là vọng niệm. Một cái vọng niệm cũng không có, thì cái tâm đó mới gọi là chân tâm, mới gọi là chân thành, mới gọi là thành thật. Nay tâm chúng ta vẫn còn có vọng niệm. Vọng niệm khác với chánh niệm. Chư Phật Bồ Tát có chánh niệm, không có vọng niệm. Cái gì gọi là chánh niệm? Tức là độ hóa chúng sanh. Chúng sanh có cảm thì Phật có ứng. Cảm ứng đạo giao, ứng cơ thiết pháp, tùy loại hiện thân, thì gọi là chánh niệm. Tuy các ngài hiện thân thiết pháp, tuyệt đối không có vọng niệm. Cái ý nghĩa này rất sâu, chúng ta phải chú tâm mà lãnh hội. Chúng ta học Phật then chốt là ở tại chỗ này. Học Phật phải có chánh niệm,
Cho nên phải xả bỏ vọng niệm. Phàm là nghĩ đến vì cá nhân mình đều là vọng niệm. Như nay chúng ta được người ta thỉnh đi Hoằng Pháp Lợi Sanh, đi giảng kinh Thuyết Pháp, hoặc là người ta thỉnh chúng ta làm trụ trì khóa tu Phật Thất, tức lãnh đạo đại chúng niệm Phật. Nếu như có một chút tâm danh lợi, đó chính là vọng niệm, không phải là chánh niệm. Như tôi đi giảng kinh mà vẫn còn có tâm cầu danh, mong cầu mọi người đối với tôi tán thán, đối với tôi cung kính, đối với ta cúng dường, đối với tôi cúng dường, khởi cái tâm này là thuộc về tâm luân hồi. Chúng ta phải đoạn trừ cái ý niệm này cho sạch sẽ rốt ráo. Chỉ có một ý niệm làm lợi ích cho chúng sanh, giúp cho chúng sanh đoạn ác tu thiện, giúp cho chúng sanh phá mê khai ngộ, giúp cho chúng sanh lìa khổ được vui. Chỉ có cái tâm này, ngoài cái ngoại trừ cái tâm này ra không có cái vọng niệm nào khác, thì gọi là chí tâm. Tinh tịnh độ như vậy, nguyện sanh Tây Phương như vậy, chí tâm tinh ưa nguyện sanh Tây Phương, thì quý vị mới chắc chắn được vãng sanh tịnh độ. Thì quý vị mới chắc chắn được vãng sanh tịnh độ. Cho nên các đồng học, đặc biệt là các đồng học xuất gia, chúng ta chỉ có hai sự việc. Việc thứ nhất là giảng kinh Thuyết Pháp làm lợi ích cho chúng sanh. Việc thứ hai là giúp cho mọi người tu hành, như giảng đường và niệm Phật đường của chúng ta ngày nay. Trong niệm Phật đường hướng dẫn mọi người niệm Phật là huân tu, còn trong giảng đường thì giảng kinh, công đức đều như nhau, đều là bình đẳng. Vì sao bình đẳng? Vì tâm bình đẳng, tâm thanh tịnh, đều là chân tâm. Nếu các pháp sư trong niệm Phật đường lãnh đạo đại chúng niệm Phật mà nói rằng chúng tôi đã bỏ lỡ cơ hội học giáo rồi, nghĩa là như vậy, nghĩ như vậy là tâm luân hồi. Tại vì sao quý vị lại nổi dậy vọng tưởng phân biệt chấp trước? Cái tâm học giáo đó cũng là tâm luân hồi. Quý vị nên biết, một người mà có chí thành tâm, có chân tâm, bất luận làm việc gì cũng đều là công đức viên mãn. Tâm của họ cũng như tâm Phật, không có xen tạp. Nhất định phải khẳng định tự mình là phàm phu. Ta không phải là thánh nhân, ta không phải là Phật Bồ Tát Tái Lai. Tại vì sao? Nếu quý vị là Phật Bồ Tát Tái Lai thì tâm của quý vị là thanh tịnh bình đẳng chánh giác. Quý vị cũng không cần đến đây nghe tôi giảng kinh. Vì quý vị là Phật Bồ Tát Tái Lai, quý vị đến nghe tôi nói năng lung tung chẳng có ý nghĩa gì. Cho nên chúng ta là phàm phu. Phàm phu là phải hết lòng mà học Phật. Sợ nhất là xen tạp. Quý vị hãy nghĩ xem, kể cả Phật Pháp cũng không được xen tạp.
Trong Phật Pháp có rất nhiều tôn, tông phái và rất nhiều pháp môn. Quý vị đọc trong Kinh Hoa Nghiêm, trong Kinh Hoa Nghiêm có người nào mà họ tu hành chứng quả không phải là thâm nhập một môn? Quý vị tìm trong Kinh Hoa Nghiêm tìm xem có người nào là tu hai pháp môn hoặc ba pháp môn, tìm không ra. Họ đều là thâm nhập một môn, bất luận tu pháp môn nào, chỉ cần chỉ tâm tin ưa đều có thể thành vô thượng đạo. Niệm Phật cũng không ngoại lệ. 84,000 pháp môn, vô lượng pháp môn, thành vô thượng đạo. Cái then chốt chính là bốn chữ chí tâm tin ưa này. Cho nên chỉ cần quý vị hội đủ điều kiện này, bất luận tu học pháp môn nào thì công đức của quý vị đều được viên mãn. Đây là đệ nhất thù thắng, không có đệ nhị. Ở trong niệm Phật đường, lãnh đạo đại chúng niệm A Di Đà Phật là bậc nhất. Thì quý vị có thể thành vô thượng đạo. Vì sao quý vị không thể thành vô thượng đạo? Là vì quý vị có xen tạp, quý vị xen tạp vọng tưởng, xen tạp phân biệt, xen tạp chấp trước, quý vị không có chí tâm tin ưa. Nay tôi giảng rất rõ ràng, một chút xen tạp cũng không được, kể cả Phật Pháp cũng không thể xen tạp, huống chi là Pháp thế gian. Cho nên các đồng tu tại gia, nếu muốn thật sự phát tâm từ bi, hết lòng hộ trì Pháp sư xuất gia, không thể bảo Pháp sư xuất gia làm những sự vụ thế gian. Tôi nói những sự vụ thế gian tức là quản lý đạo tràng. Những chuyện tạp nhạp quá nhiều, quý vị muốn thật sự thành tựu cho người xuất gia, phải để cho người xuất gia đó xa lìa tất cả quấy nhiễu. Mỗi ngày quý vị gọi điện thoại cho Pháp Sư cũng là quấy nhiễu. Quý vị không có việc gì gọi điện thoại cho Pháp Sư để làm gì? Viết thư cho Pháp Sư để làm gì? Nói cho quý vị biết, phá hoại sự tu học của Pháp Sư chính là gọi điện thoại và viết thư cho Pháp Sư, kéo Pháp Sư đọa lạc, kéo xuống địa ngục, không để cho Pháp Sư có được thành tựu. Đó là chuyện không tốt. Thế như vị Pháp Sư đó phiền não tạp khí rất nặng, có vị cư sĩ thích vị Pháp Sư đó, Pháp Sư lại phan duyên lôi kéo tín đồ, thì liền rơi vào trong danh văn lợi dưỡng. Tuy ở trước mắt có một chút lợi nhỏ, nhưng sau khi chết thì đọa vào địa ngục A Tỳ. Quý vị nên biết, vị Pháp Sư đó cũng không hiền đâu. Khi xuống địa ngục A Tỳ gặp Diêm La Vương, nói rằng những tín đồ đó đến tìm tôi, tất cả bọn họ đều phải xuống đây, không một người nào thoát khỏi. Là họ thường đến tìm tôi muốn là một người tu hành rất tốt. Cho nên vị Pháp Sư đó tự mình biện luận. Hôm nay tôi đặc biệt nêu ra những điều này là trong đời tôi có được một chút thành tựu như vậy. Tôi là người hiện đại, đáng được cho quý vị làm tham khảo. Suốt đời tôi không quản người, không quản sự, không quản tiền, cho nên không bị quấy nhiễu. Hết thảy tất cả sự vụ đều để cho những cư sĩ gánh vác. Đó mới là thật sự hộ trì tôi. Xưa kia bà Hàn quán trưởng hộ trì tôi suốt 30 năm như một ngày. Tất cả việc gì cũng không cần tôi hỏi. Cho nên tâm tôi mới được thanh tịnh. Mỗi ngày có thể đọc tụng kinh Đại Thừa,
nghiên cứu nghĩa lý trong kinh luận thì mới có chỗ ngộ. Cảnh giới mỗi năm khác nhau, cảnh giới mỗi tháng cũng khác nhau. Tôi đối với bà Hàng quán trưởng cảm ơn, bà đã cho tôi có được thành tựu. Bất luận người nào đến tìm tôi, trước tiên phải cho bà biết. Bất luận ai gọi điện thoại đến thì bà nghe điện thoại, tôi không nghe. Bất cứ ai gỡ thơ cho tôi thì bà mở thơ xem trước. Nếu không phải là chuyện trọng đại thì tôi không cần để ý đến. Nếu muốn thỉnh tôi đi giảng kinh, đều phải cho bà biết để bà xem xét có nên đi hay không. Bà Hàng quán trưởng đã vãng sanh rồi, bà thật sự được vãng sanh, cái công đức của bà rất lớn. Quý vị đều không biết, bà thật sự đã giúp tôi có được thành tựu. Những công đức hoằng pháp lợi sanh của tôi, bà đã chiếm hết phần nữa. Sau khi bà đã vãng sanh thì lý cư sĩ Lý Mộc Nguyên tiếp tục gánh vác công việc hộ pháp. Hiện nay bất cứ ở nơi nào đến thỉnh tôi đi giảng kinh, tôi đều phải cho lý cư sĩ biết. Điều do lý cư sĩ quyết định. Ông quyết định nơi nào có thể đi, nơi nào không cần đi. Tôi ở đây đều nghe ông nói. Tiền quý vị cúng dường cho tôi đều giao hết cho Hội Phật Giáo Cư Sĩ Lâm. Trong phong bì đó tôi cũng không có xem, cũng chưa từng mở ra xem. Tôi cũng không biết có bao nhiêu, đều giao hết cho ông. Cho nên tôi ở bên này vẫn như cũ là không quản người, không quản sự, không quản tiền. Vì vậy trong đời này tôi mới có được một chút thành tựu. Nếu như quý vị cũng muốn lo hết mọi mặt mà có được thành tựu như tôi vậy thì quý vị giỏi hơn tôi quá nhiều. Tôi cảm thấy mình quá kém, sánh không bằng quý vị. Tâm của tôi là định, là thanh tịnh. Học giảng kinh, nhất là trong giai đoạn sơ học. Trong giai đoạn sơ học, điều thứ nhất là phải thuộc kinh. Cho nên tôi khuyên mọi người trước tiên học kinh Vô Lượng Thọ, trước tiên phải đọc kinh Vô Lượng Thọ 3.000 lần. Phải đọc cho thuộc, phải thuộc lầu lầu. Sau khi thuộc rồi, mỗi ngày đều phải tụng 1-2 lần, trong suốt một đời không bao giờ quên. Chủ tu của chúng ta là một bộ kinh này phải thuộc lầu lầu mới được. Điều thứ hai là mỗi ngày phải giảng. Hiện nay quý vị một tuần lễ giảng một lần. Đây là tôi đem phương pháp giảng dạy truyền thọ cho quý vị rồi. Một tuần ít nhất phải giảng 3 lần. Vĩnh viễn không gián đoạn thì quý vị mới có hiệu quả. Giảng 3 lần như thế nào? Nghĩa là quý vị ở chỗ này giảng 1 lần, lần sau lại ở chỗ này gián đoạn kinh văn này thì người ta không muốn nghe nữa, không có thính chúng đến nghe. Quý vị phải đi chỗ khác giảng thì được. Xưa kia chúng tôi ở Đài Trung theo lão cư sĩ Lý Bên Nam học giảng kinh. Trong cái hoàn cảnh đó, nếu so với hoàn cảnh này thì kém rất xa. Lúc đó chúng tôi giảng kinh, giảng ở đâu? Đến nhà các cư sĩ học giảng kinh. Ngày thứ hai, đến nhà Trương cư sĩ giảng. Ngày thứ ba, đến nhà Lý cư sĩ giảng. Ngày thứ tư, đến nhà Vương cư sĩ giảng. Cũng là giảng một đoạn kinh văn này. Cho nên
Nếu muốn giảng đoạn kinh này, giảng đoạn kinh văn này hay, thì phải tìm 7 vị cư sĩ. Trong một tuần quý vị có thể giảng 7 lần, không nghỉ ngày nào. Thầy Lý quy định đến nhà cư sĩ giảng kinh không được tiếp nhận người ta cung kính cúng dường, chỉ có thể uống nước họ tiếp đại quý vị, đem nước cho quý vị uống thì có thể được. Ngoài ra cúng dường những thứ khác không thể tiếp nhận. Khi giảng xong thì liền ra về, không được tạp tâm hàng đàm, phải chấm dứt phan duyên. Đến lúc giảng kinh thì phải ra đi. Bất kể có bao nhiêu người đến nghe, khi giảng kinh xong thì lập tức cáo từ ra về. Nói tóm lại, các cư sĩ đều biết phát tâm, bởi vì các cư sĩ đều có học trò, đều là học trò của thầy Lý. Điều này phối hợp được rất hay. Hiện tại ở chỗ này của chúng ta so với ở Đài Trung trước kia thì thù thắng hơn quá nhiều. Hiện tại là chúng ta cùng nhau ở một chỗ học giảng kinh, còn ở Đài Trung theo thầy Lý học giảng kinh đều là ở nhà các cư sĩ. Mỗi người đều có sự nghiệp, đều có gia đình của họ, không cùng nhau ở một chỗ. Các đồng học chúng tôi cùng nhau nghiên cứu thảo luận Phật pháp một tuần chỉ có một lần. Còn bây giờ pháp duyên của quý vị so với lúc đó tôi tu học còn vượt hơn 10 lần không ít. Đáng tiếc là quý vị không biết lợi dụng hoàn cảnh cơ hội để học giảng kinh. Hiện nay quý vị không cần đến nhà các cư sĩ giảng kinh, vì đã có các đồng học nhiều như vậy, 5-3 người họp lại thành một tổ nhỏ. Tôi một người giảng, quý vị 2-3 người ngồi nghe. Sau khi nghe xong thì phê bình chỉ giáo, nhất định phải phê bình. Xem có chỗ nào giảng không được vừa ý, phải giúp cải chính cho nhau, bỉ thử đều có lợi ích. Có nghĩa là ngoại trừ mỗi tuần ở chỗ này giảng một lần ra, quý vị phải thường giảng đoạn kinh văn này không thể ít hơn 3 lần, khiến cho tâm của quý vị trên ở trong đạo đều ở trong kinh điển, thì quý vị sẽ không có suy nghĩ lung tung. Còn nếu quý vị không tìm được người, không có người đến nghe, đó là pháp duyên của quý vị không tốt. Không có người đến nghe nhưng không sao, bây giờ thì có máy ghi âm và máy thu hình. Quý vị có thể nhìn vài máy thu hình giảng kinh, sau khi giảng xong tự mình mở máy ra xem, nghe đi nghe lại nhiều lần, xem mình có khuyết điểm nào thì sửa. Tuyệt đối không thể lười biếng. Hễ có lười biếng thì tâm của quý vị sẽ suy nghĩ lung tung, thì vọng tưởng phiền não tạp khí của quý vị nổi dậy. Cho nên chúng ta phải làm thế nào đem tâm luân hồi chuyển biến thành tâm Bồ Đề. Nếu tự quý vị không chịu dụng công phu, không hết lòng, không nỗ lực, không nghĩ ra biện pháp khắc phục phiền não tạp khí của mình, thì ai đến giúp cho quý vị? Cái chuyện này phải tự nhờ vào mình, phải hết lòng, phải nỗ lực, một ngày cũng không được lười biếng. Tôi giảng kinh đến nay tuổi tác đã cao. Trong giảng đường này, quý vị đã nhìn thấy một tuần 7 ngày, trong suốt 7 ngày tôi không có ngừng giảng kinh. Mỗi ngày ít nhất giảng 2 tiếng đồng hồ. Buổi sáng giảng nửa tiếng đồng hồ cho mọi người. Sau khi giảng xong thì tiếp tục giảng Kinh Hoa Nghiêm 1 tiếng rưỡi. Đến ngày thứ bảy, buổi sáng giảng nửa tiếng, sau đó trong giảng đường giảng 2 tiếng, tất cả là 2 tiếng rưỡi. Mỗi ngày giảng kinh không có ngừng nghỉ.
Nếu không cố gắng khổ công tu học như vậy thì làm sao có được thành tựu? Điều này đáng được cho các đồng học làm tham khảo. Người xuất gia chúng ta khi đã lập định phương hướng suốt một đời là hoằng pháp lợi sanh, đi trên con đường này thì tâm đã định, định có thể sanh huệ. Khi quý vị xem kinh điển thì có thể hiểu được vô lượng nghĩa, chân thật nghĩa của từng chữ từng câu trong kinh văn. Bất luận tu học pháp môn nào đều phải có chí tâm tin ưa. Cái tâm đó là tâm chân thành, là tâm chân thật, là thông suốt tất cả pháp thế gian và xuất thế gian. Trong ngạn ngữ có câu thành tắc linh, dù không có học qua bộ kinh đó nhưng vừa tiếp xúc thì quý vị thông đạt, không có trở ngại chút nào. Do nguyên nhân gì? Hễ thành thì linh, tự nhiên sẽ thông đạt. Cho nên học giảng kinh không thể một ngày không giảng. Xưa kia lão cư sĩ Lý Minh Nam thường khuyên dạy chúng tôi, ngài nói quyền bất ly thủ, khúc bất ly khẩu, nghĩa là người ca hát mỗi ngày phải luyện giọng, mỗi ngày phải hát. Người còn người đánh quyền học võ mỗi ngày phải luyện tập. Những người họ giảng kinh chúng ta mỗi ngày phải giảng, không thể một ngày không giảng. Nếu không có người đến nghe thì đối với cây cối hoa cỏ giảng, cách học giảng kinh của quý vị thì sẽ được thành công. Nếu không thường giảng, quý vị muốn có được thành tựu thì là rất khó, rất khó. Tôi đem kinh nghiệm của tôi nói cho quý vị biết để làm tham khảo. Tôi đều nhờ vào bốn chữ chí tâm tin ưa này, sau đó đem hết thảy thiện căn tâm tâm hồi hướng, nghĩa là chúng ta đem chân thật công đức để hồi hướng. Không phải là hồi hướng trống không, phải có chân thật công đức thì quý vị mới có thể đem ra hồi hướng. Như hôm nay chúng ta suốt một ngày niệm Phật, trong niệm Phật đường niệm được tâm địa thanh tịnh. Chúng ta cũng muốn niệm Phật đạt đến nhất tâm, không còn vọng niệm, đó là chuyện rất khó. Trong một cây nhang, một tiếng đồng hồ vẫn còn có 5-3 cái vọng niệm thì cũng khá lắm rồi. Đây cũng kể là có công phu, đem cái công phu này thì có thể hồi hướng. Nếu quý vị suốt một ngày niệm Phật trong niệm Phật đường, khẩu niệm A-di-đà Phật mà trong tâm suy nghĩ lung tung thì quý vị không có công đức. Quý vị lấy gì để hồi hướng? Cho nên công đức là giới định huệ tam học. Đương nhiên trong niệm Phật đường niệm Phật, đại khái trong giới học cũng có được chút ít công đức. Tại vì sao? Ít nhất quý vị không còn vọng ngữ lưỡng thiệt ý ngữ quả khẩu. Quả khẩu vì niệm A Di Đà Phật mà, cũng không còn sát sanh trộm cắp dâm dục, nhưng vẫn còn tham sân si. Trong tam nghiệp có thể duy trì được thân nghiệp và khẩu nghiệp, lấy hai nghiệp này để hồi hướng, còn ý nghiệp thì rất khó. Chân công phu ở tại ý nghiệp. Thân nghiệp và khẩu nghiệp thuộc về giới học, ý nghiệp thuộc về định huệ.
Nếu vọng tưởng càng ít thì định huệ càng nhiều, tức tăng trưởng định huệ. Đây là chân thật công đức. Lấy những công đức này hồi hướng. Nhưng những công đức này thì giống như làm ăn buôn bán vậy. Vì quý vị chưa có thật sự thành tựu. Thật sự thành tựu là phải niệm đến công phu thành phiến, phải niệm đến nhất tâm bất loạn. Thật tại mà nói, chỉ cần quý vị niệm đến công phu thành phiến thì tự mình chắc chắn được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Quý vị có thể lấy công đức này hồi hướng cho người khác thì người ta thật sự được lợi ích. Tại vì sao? Vì quý vị có chân thật công đức. Người khác đọa vào tam đồ ác đạo, quý vị lấy chân thật công đức hồi hướng cho họ thì có thể giúp cho họ thoát ly khổ báo của ác đạo. Nay xin nói đến Pháp Sư Đạm Hư trong quyển Ảnh Trần Hồi Ức Lục, nói ngài trước khi chưa xuất gia ở Thiên Tân mở một tiệm thuốc bắc. Trong tiệm thuốc ngài có một người bạn cũng là đồng nghiệp, hai người cùng nhau đọc kinh Lăng Nghiêm và nghiên cứu kinh Lăng Nghiêm suốt 8 năm. Bạn của ngài đọc kinh Lăng Nghiêm có được một chút công phu, cũng tức là có được một chút định huệ. Lúc đó quan thân trái trụ đến tìm ông ta cầu siêu độ. Ông ta chỉ gật đầu thì được, ta siêu độ cho ngươi. Thì nhìn thấy hồn ma đạp trên đầu gối, đạp trên vai ông, đã sanh lên cõi trời. Ông ta thật sự có công đức. Vì sao quan thân trái chủ đến tìm ông ta? Nếu ông ta không có công phu thì tìm ông ta cũng vô ích. Thì quý vị thật sự có công phu, quan thân trái chủ sẽ đến tìm quý vị giúp đỡ. Tại vì sao? Vì quý vị có thể có khả năng giúp cho họ siêu độ. Nếu quý vị không có khả năng, có giúp cũng giúp không được, đến tìm quý vị cũng vô ích. Bây giờ quan thân trái chủ của chúng ta vẫn chưa tìm đến, có lẽ công phu của mình chưa đủ, không có khả năng giúp họ. Chúng ta phải sanh lòng hổ thẹn, phải hết lòng nỗ lực dũng công, thì ngay tại câu chí tâm tinh ưa, sau đó bất luận tu pháp môn nào, cũng đều là thiện căn. Tâm tâm hồi hướng, hai chữ tâm tâm này trước kia chúng tôi đã có giảng qua, tức là thuần nhất thiện tâm, thuần nhất thiện ý, thuần nhất thiện hạnh. Đây tức là hết thảy thiện căn, cũng là chân chánh thiện căn. Đem công đức tu hợp thiện căn của mình hồi hướng cho chúng sanh, tự mình tuyệt đối không hưởng thụ. Nếu như tự mình có công đức tu học thiện căn, tự mình nhất định phải thành tựu, mà không chịu giúp cho người khác thì tâm của quý vị vẫn là tâm luân hồi. Bất luận tu pháp môn gì mà vì cá nhân mình,
Niệm Phật cũng vì cá nhân mình, tham thiền cũng vì cá nhân mình, trì chú cũng vì cá nhân mình, niệm niệm không quên cá nhân mình, đều thuộc về tâm luân hồi. Quý vị đã tu tính tất cả công đức đó, không phải là công đức mà là phước đức. Quả báo là phước báo hữu lậu trong tam giới, đó không phải là công đức. Cho nên cái gì là công đức? Tức là không vì cá nhân mình, tu học hết thảy tất cả đều là vì chúng sanh. Đây chính là tâm hồi hướng. Vì chúng sanh mà tu, không phải vì cá nhân mình. Vì Phật Pháp mà tu, vì Phật Pháp trụ thế gian lâu dài, vì tất cả chúng sanh được lợi ích Phật Pháp, ta vì chúng sanh và Phật Pháp mà sống, tuyệt đối không vì cá nhân mình, thì mới có thể chuyển tâm luân hồi thành tâm Bồ Đề. Tâm Bồ Đề là tâm giác ngộ, tức là đã tỉnh ngộ. Tại sao phải vì Phật Pháp? Tại sao phải vì chúng sanh? Phật tại trong kinh có dạy rất nhiều, nhất là trong kinh Hoa Nghiêm có giảng rất rõ ràng, rất minh bạch. Hư không pháp giới tất cả chúng sanh đều do duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Tâm là tâm của mình, không phải tâm của người khác. Thức vẫn là thức của mình, không phải thức của người khác. Hư không pháp giới tất cả chúng sanh là do tâm biến hiện ra. Cho nên vì tất cả chúng sanh chính là thật sự vì cá nhân mình. Vì cá nhân mình mà không vì tất cả chúng sanh, thì quý vị là mê hoặc điên đảo, đã mê rồi. Đến khi nào quý vị khẳng định, thừa nhận hư không pháp giới tất cả chúng sanh là chính mình, vậy thì chúc mừng quý vị, quý vị đã thành Phật rồi. Thành Phật như thế nào? Quý vị đã chứng được Pháp Thần. Pháp Thần tức là hư không pháp giới tất cả chúng sanh chính là mình. Quý vị đã nhập cảnh giới này, mức độ thấp nhất, quý vị là viên giáo sơ trụ Bồ Tát. Trong kinh La Nghiêm gọi là Pháp Thân Đại Sĩ. Chẳng những quý vị đã ra khỏi luân hồi, mà cũng siêu việt thập pháp giới. Tất cả chư Phật Như Lai giáo hóa chúng sanh, cái mục đích thật sự chính là hy vọng tất cả chúng sanh biết chuyển ý niệm sai lầm của mình. Nhận biết chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Nhân sanh chính là bản thân mình, vũ trụ chính là hoàn cảnh cuộc sống của chính mình. Hoàn cảnh cuộc sống là do thức tâm của mình biến hiện ra. Cho nên tâm có thể chuyển cảnh giới. Trong kinh Lăng Nghiêm nói được rất hay: nếu chuyển được cảnh thì đồng Như Lai. Vì sao phàm phu không chuyển được cảnh? Vì phàm phu không biết chân tướng sự thật, suốt ngày suy nghĩ lung tung. Tự mình cứ nghĩ đến danh văn lợi dưỡng, tự mình cứ nghĩ đến hưởng thụ ngũ dục lục trần. Đây là tâm luân hồi, tạo nghiệp luân hồi. Đã nghĩ sai rồi.
Năm xưa Đức Thế Tôn còn tại thế, người xuất gia không có chủ trì đạo tràng. Sau khi Phật Pháp truyền đến Trung Quốc, do vì hoàn cảnh xã hội ở Trung Quốc khác với Ấn Độ, người Trung Quốc chú trọng hiếu thuận cha mẹ, tôn kính sư trưởng. Cho nên mới do đế vương, đại thần, đại phu trưởng giả trong nước, họ xây dựng đạo tràng cho người xuất gia có chỗ để tu học. Vì vậy người xuất gia mới có quản lý đạo tràng. Nhưng vào thời đó họ xây dựng đạo tràng cho người xuất gia tu học, nên biết rằng những người xuất gia đó đều là chư tổ sư đại đức. Họ thỉnh chư tổ sư đại đức đến làm trụ trì, thỉnh các ngài đến đảm nhiệm chấp sự trong tự viện. Những vị này là ai vậy? Đều là chư Phật Bồ Tát hóa thân đến. Các ngài là người tái lai, không phải là hạng phàm phu. Các ngài là đến ứng hóa thị hiện, có thể làm trụ trì thì không thành vấn đề. Như đại sư Trí Giả, ngài là Thích Ca Mâu Ni Phật tái lai, ngài đến thị hiện. Lúc ngài sắp đi vãng sanh thì học trò hỏi ngài: thầy sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới là phẩm vị nào? Ngài nói là vãng sanh ngũ phẩm vị. Ngài lại nói: bởi vì ta lãnh đạo đại chúng, phải quản lý mọi người, mọi việc, mọi vật, phải quản lý những chuyện như vậy, cho nên ta đã hy sinh phẩm vị. Thế nhưng quý vị nên biết, ngài đã nắm chắc chắn được vãng sanh. Phẩm vị thấp một chút cũng không sao. Đó là ngài đến biểu diễn, thị hiện cho chúng ta thấy. Thật ra ngài sớm đã thành Phật, đây là cho chúng ta biết. Nếu chúng ta muốn quản lý đạo tràng, muốn quản lý mọi việc mọi vật, quý vị có bản lãnh như đại sư Trí Giả hay không? Tức là chắc chắn được sanh tịnh độ. Ta phải có cái bản lãnh này, sau đó ta có thể hy sinh phẩm vị của mình để phục vụ cho đại chúng thì được. Quý vị là Bồ Tát. Nếu như quý vị không có cái bản lãnh này mà quý vị muốn quản lý đạo tràng, kinh doanh đạo tràng, thì khi quý vị khởi tâm động niệm vẫn rơi vào danh văn lợi dưỡng. Quý vị sẽ phan duyên với những tín đồ, thì quý vị nhất định đọa vào địa ngục A Tỳ. Cái chuyện này không thể làm, không nên làm. Xưa kia ở Đại lục Trung Quốc có câu ngạn ngữ là do một vị lão hòa thượng trong Phật môn chúng ta nói: nếu quý vị muốn hại người nào đó thì thỉnh họ làm trụ trì, thỉnh họ làm quản lý trong chùa. Sẽ hại họ như thế nào sẽ khiến cho họ đọa vào địa ngục A Tỳ. Chúng ta nghe rồi cũng rất có lý. Nghĩa là khi họ làm trụ trì đã có tiếng tâm, thì có địa vị, thì có quyền thế. Hễ họ không cẩn thận thì bị lôi cuốn vào trong danh lợi, sẽ đọa vào địa ngục A Tỳ. Người mà nghĩ cách này hại họ đọa vào địa ngục, cái tâm của người này cũng bất thiện, là quan gia đối đầu của họ. Nếu không phải quan gia đối đầu của họ thì làm sao nhẫn tâm hại họ đọa xuống địa ngục A Tỳ? Thế nhưng hiện nay rất là kỳ lạ, có người thật sự muốn đưa người xuất gia xuống địa ngục mà Pháp Sư lại cảm thấy ưa thích, còn nói người này là bạn tốt, họ hộ trì tôi. Hộ trì ông cái gì? Hộ trì ông đọa vào địa ngục. Có người mê hoặc điên đảo như vậy, không còn cách nào cứu chữa.